vào cuối những năm 1980. Những tin đồn về việc phát hiện được một chất liệu bất thường tại thành phố Luxor, Ai Cập đã bắt đầu lan rộng ra khắp châu Âu và Trung Đông. Theo một loạt các nhà khoa học và khảo cổ học, loại chất kỳ lạ này không phải gần đây mới xuất hiện, mà đã có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại. Đây không chỉ là một địa chất siêu nhiên có khả năng tạo ra phản ứng tổng hợp của hạt nhân một cách tự phát, mà còn xé một lỗ hổng giữa chiều không gian của chúng ta và Dejin, một thực thể bí ẩn siêu nhiên xuất hiện trong các tác phẩm Hồi giáo và Ả Rập. Từ loài chất dị thường này đã làm dấy lên một phong trào lừa đảo trên khắp Trung Đông, bắt nguồn ngay từ các nhà ảo thuật gia đến những kẻ lừa bịp nghiệp dư. Rốt cuộc đây là loại chất gì? Vì sao nó lại dẫn đến những chiêu trò nguy hiểm đến vậy? Mời các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong video ngày hôm nay. Thủy ngân đỏ, cội nguồn của trò lừa bịp chết người. Một nhà hóa học đưa cho chúng ta một bức ảnh mà ông nói đây là một chai thủy ngân đỏ bị đánh cắp từ một nhà máy sản xuất bí mật. Theo thông tin này, chất này có thể tồn tại ở ba dạng. Thứ nhất, đó là một loại bột độc hại, sau khi được chiếu xạ sẽ tạo thành chất lỏng. Đây là dạng thứ hai. Chất lỏng sau đó được cấy với một đồng vị hiếm để tạo ra dạng thứ ba có tên là RM2020. Chất này có tính phóng xạ cao và có thể được sử dụng trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Vì sao các nhà khoa học thời kỳ chiến tranh lạnh sao chép thành công khoáng vật này? Và ranh giới giữa một trò lừa bịp được dàn dựng cẩn thận và một mối đe dọa siêu nhiên hợp pháp chính xác là ở đâu? Khi đó, vào đầu những năm 90, chiến tranh lạnh đã kết thúc và một kỷ nguyên mới của lịch sử toàn cầu đã bắt đầu. Tuy nhiên, những tin đồn và bí mật đáng giá hàng thập kỷ liên quan đến các thí nghiệm bí ẩn diễn ra ở miền Đông châu Âu đã bắt đầu lan truyền rộng rãi khắp khu vực. Một trong những thí nghiệm đó liên quan đến loại dị thường chúng ta đã nhắc đến ở trên, được gọi với cái tên thủy ngân đỏ. Mặc dù ngày nay nó được biết đến nhiều hơn với các đặc tính siêu nhiên của nó tại thời điểm đó, thế nhưng các phương tiện truyền thông chỉ quan tâm đến việc sử dụng trong thực tế của nó với vai trò là một phần trong việc phát triển vật liệu hạt nhân. Người dùng cuối được suy đoán là các công ty hàng không vũ trụ lớn ở các quốc gia thống nhất và nước Pháp, cùng với lợi ích kinh doanh trên khắp châu Phi và Trung Đông. Tờ báo New York Times và các hãng tin phương Tây khác đã bày tỏ mối quan tâm về nguyên tố này, đặc biệt là kể từ khi các nhà khoa học hàng đầu như Samuel Cohen quá cố đã tuyên bố rằng chỉ với một máy gia tốc hạt, chất dị thường thủy ngân đỏ có thể được kích nổ. Trong một cuốn hồi ký, ông tuyên bố thủy ngân đỏ được tạo thành nhờ việc pha trộn vật liệu hạt nhân với số lượng rất nhỏ vào các vật chất thông thường, rồi đưa hỗn hợp vào trong một lò phản ứng, hoặc dùng các dòng hạt nguyên tử đã được tăng tốc để bắn phá hỗn hợp. Ông nói rằng kết quả thu được là một vật liệu nổ cực mạnh, không tự phát nổ. Mặc dù trong thập kỷ tới, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ tuyên bố rằng thủy ngân đỏ không có gì khác hơn là khoa học viễn tưởng. Những tin đồn xung quanh sự tồn tại và nguồn gốc siêu nhiên tiềm năng của nó sẽ tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về khía cạnh huyền bí của sự bất thường này ngay sau đây. Tuy nhiên, liệu các thuộc tính tự nhiên hay không phải siêu nhiên của nó có phải là mối quan tâm chính trên toàn cầu vào cuối những năm 1960 đến đầu những năm 1990 hay không? Tiếng nói quan trọng nhất ủng hộ sự tồn tại duy nhất về chất dị thường này là nhà khoa học người Mỹ Samuel Cohen. Ông là một trong những nhà vật lý hàng đầu thế giới và được coi là cha đẻ của bom neutron. Vào năm 1944, ông làm việc trong dự án Manhattan, được cho là chương trình nghiên cứu và phát triển hạt nhân quan trọng nhất của thế kỷ 20, cũng như các sáng kiến năng lượng đột phá khác. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản các nhà khoa học khác bác bỏ tuyên bố của ông liên quan đến sự tồn tại của thủy ngân đỏ. Họ gọi mô tả của ông về nguyên tố này là không thể xác minh và không thể kiểm chứng. Một số nhà nghiên cứu như Eric Grody và James Witt viết rằng thủy ngân đỏ rất có thể là một tên mã trong một loại hóa chất bất hợp pháp khác không có thuộc tính dị thường.
Trong khi các nhà khoa học khác tuyên bố rằng nó chỉ có trong các truyền thuyết đô thị, có khả năng được tạo ra bởi một cơ quan tình báo hoặc các tổ chức tội phạm, được thiết kế để lừa đảo những người có ý định mua và sử dụng nó để gây hại trên quy mô lớn. Trong khi đó, cho đến tận bây giờ, người ta vẫn đang tiếp tục có suy đoán về việc liệu thủy ngân đỏ có thật hay không, ai đã tổng hợp nó, và ai hiện đang mua nó. Nguồn gốc của nó dường như được truy nguyên từ Ai Cập cổ đại, và một khám phá giữa thế kỷ 20 được thực hiện tại thung lũng Sa Hoa của các vị vua. Dĩ nhiên không phải ai cũng tin vào sự tồn tại và sức mạnh của thủy ngân đỏ, nhưng danh sách những người nói về nó ngày một dài thêm. Theo một số phương tiện truyền thông Ả Rập, trong những năm 1940, một nhà khảo cổ học người Ai Cập tên là Zaki Shahat Ali đã phát hiện ra một chất lỏng nhớt màu đỏ kỳ lạ được giấu bên dưới cốt quan tài của một trong những pharaoh tại đây. Tuy nhiên, một số người cho rằng nó được tìm thấy dưới xác ướp của Amun Tefnak, một chỉ huy người Ai Cập cổ đại sống trong thời kỳ vương triều thứ 27. Mặc dù các nguồn khác vẫn còn mơ hồ và thậm chí mâu thuẫn về các chi tiết, nhưng sự nhầm lẫn này bao quanh phát hiện ban đầu của nó vẫn được cho là hợp lý. Cho đến những năm 1960, khi các nhà khoa học từ Đông Âu bị cáo buộc có liên quan. Rõ ràng là một số chất lỏng bất thường này hiện đang được bảo quản tại một trong những viện bảo tàng của thành phố Luxor. Chúng ta cũng trở lại một chút vào năm 1968. Một bài báo mật được cho là đã tiết lộ rằng chất màu đỏ được chôn cùng với vị vua Amun Tefnak có trọng lượng 23 gram. Rất có khả năng điều này làm cho nó trở thành một trong những nguyên tố mạnh nhất còn tồn tại. Báo cáo đã trình bày sự bất thường như là một sự thay thế vượt trội hơn so với plutonium nguyên chất chỉ có khối lượng 20 gram. Theo các phương tiện truyền thông, sau khi thông tin này được công bố, nghiên cứu tiếp tục được diễn ra mặc cho còn nhiều điều đáng ngờ. Họ kết luận rằng chất được tìm thấy bên dưới Amun Tefnak không chứa bất kỳ dạng thủy ngân đỏ nào, chỉ là chất lỏng ướp sắc thông thường được tạo ra cho các xác ướp mà thôi. Do đó, nhiều người dân địa phương Luxor vào thời điểm đó biết đến nghiên cứu đã không tin vào kết luận của nó. Sự hoài nghi này có thể đã được thúc đẩy bởi các bác sĩ phù thủy nổi tiếng, những người không chỉ xác nhận rằng các thuộc tính dị thường của nó là có thật, mà đây cũng là thứ mà Dejin đang tích cực tìm kiếm, vì nó có thể mang lại cho họ, hay thậm chí cả con người ngày nay, một món quà trường sinh bất tử. Trong vài thập kỷ tiếp theo, bằng các ngôn ngữ khác nhau, thông tin đã được lan truyền sang châu Phi và khắp các miền Trung Đông rằng có một chất có khả năng siêu nhiên tiềm tàng đã từng được tạo ra bởi người Ai Cập cổ đại, bây giờ đã được bán lại trên thị trường chợ đen thông qua các thí nghiệm chiến tranh lạnh bị lãng quên. Trở lại Ai Cập cổ, một số người thực hiện phép thuật tuyên bố rằng thủy ngân đỏ thực sự có thể được tìm thấy trong cổ họng của nhiều xác ướp khác, chứ không chỉ riêng Amun Tefnak. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy đột kích lăng mộ trong nước. Những người này còn tuyên bố rằng nếu ai đó sở hữu chất lỏng này, họ sẽ có thể giao tiếp với Dejin, người sẽ cấp sự giàu có cho chủ sở hữu của nó. Đây không chỉ là những người bình thường, còn là những sinh vật được gọi là các vị vua của Dejin. Sự bất thường được hiểu là được sử dụng để đúc những câu thần chú cực kỳ mạnh mẽ, thần thánh. Và như đã đề cập, nó có thể cho phép con người tương tác với các vị vua Dejin. Theo nhà sử học Ali A. Olomi, trong văn hóa dân gian của chúng ta có 4 vị vua Dejin, những sinh vật nguyên tố mạnh mẽ chỉ huy toàn bộ vương quốc linh hồn. Họ lấy tên là Mazir, Kamtam, Taycan và Quaswara. Sau đó người ta phát hiện có đến 7 vị vua Dejin liên quan đến các hành tinh và các ngày trong tuần theo cách tương tự như thần thoại Greco La Mã. Đầu tiên là An Muthif, người cai trị vào chủ nhật và thường được gọi là vị vua vàng, bậc thầy về thuật giả kim. Sau đó là Mura Alabiad, vị vua của thứ hai và mặt trăng. An Ama là vị vua Dejin của thứ ba và sao hỏa. Thực thể màu đỏ này là người cai trị của Quarin. Theo Hồi giáo, mỗi con người có một Quarin được gán cho họ. Có thể đây là nguồn gốc của cái thiện và cái ác. Tiếp theo chúng ta có ba quan, vị vua của thứ tư và vua của thủy ngân. Ngoài ra ông cũng được biết đến như là vị vua áo đen và là một bậc thầy dạy phép thuật. Dejin của thứ năm và sao mộc là Samhuris,
Anh ta thực sự được hiểu là một đế duyên lành mạnh và thân thiện. Có một số truyền thống nói rằng anh ta đã chuyển đổi sang đạo hồi sau khi tương tác với các nhà tiên tri hòa bình. Người tiếp theo là Joba, vị vua đế duyên của thứ 6 và sao Kim, người hiện diện trong chiều không gian của chúng ta như một cơn lốc. Và cuối cùng có Maymun, vị vua của ngày thứ 7 và sao Thổ, một sinh vật có cánh liên quan đến bệnh dịch và chiêm tinh học. Trên thực tế còn có nhiều vị vua hơn ngoài kia, nhưng để liệt kê tất cả có lẽ chúng ta sẽ cùng trao đổi trong một video khác. Quay trở lại nội dung, cần lưu ý rằng phần lớn thông tin này chủ yếu bắt nguồn từ văn hóa dân gian tiền Hồi giáo. Do đó nhiều người Hồi giáo có thể coi điều này chỉ là những gì có trong tưởng tượng. Tương tự đối với thủy ngân đỏ, chất dị thường mà có thể giúp con người tương tác với các vị vua này và các yếu tố kỳ ảo khác từ thần thoại địa phương, chẳng hạn như biến đá thành vàng. Trong một video gần đây, chúng ta đã biết đến việc biến đá thành vàng dựa trên những ghi chép trên bản khắc viên ngọc lục bảo. Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn theo link ở bên dưới phần mô tả. Còn ở đây, trên thực tế, người ta tin rằng thủy ngân đỏ thông qua ma thuật trở thành một phần chính của quá trình biến đá thành vàng, đồng thời ban cho người sử dụng nó món quà của sự trường sinh bất tử. Trong phép thuật Trung Đông, ma thuật không chỉ đóng vai trò là văn hóa dân gian mà còn là một mô hình kinh doanh tội phạm sinh lợi. Vì vậy, trong khi bạn sẽ có những người hành nghề hợp pháp làm mọi thứ từ bùa yêu đến thực hiện các phép trừ tà, tất cả đều bất hợp pháp trong các quốc gia Hồi giáo, bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều kẻ lừa đảo tuyên bố có thể làm điều tương tự. Một nhân vật nổi tiếng tên là Hamid Adam, một cựu pháp sư đã từng nói về điều này. Sau khi từ bỏ hoàn toàn việc thực hành phép thuật và trở lại đạo hồi, ông đã khá cởi mở nói về sự nghiệp trước đây của mình như một nhà ảo thuật và những trải nghiệm siêu nhiên của mình, bao gồm cả những cuộc gặp gỡ của ông với sự bất thường của thủy ngân đỏ. Adam xác nhận rằng, ngân tố này đóng vai trò như một dạng của sự nuôi dưỡng cho đế duyên khiến họ trở nên bất tử. Tuy nhiên, chúng ta không thể tự mình lấy được nó một cách trực tiếp vì chất này chứa các đặc tính siêu hình đòi hỏi sự tương tác của con người để lợi ích của nó được kích hoạt. Ngay tại đây, một trò lừa đảo khác được bắt đầu. Các bác sĩ phù thủy tuyên bố rằng để có được khoáng chất, một số trong số này sẽ được sử dụng sự giúp đỡ của những kẻ lừa đảo, các phù thủy giả mạo và thực sự, và bất kỳ cá nhân con người nào khác sẵn sàng hoàn thành việc bàn giao cho họ. Bất cứ nghi lễ hoặc câu thần chú giả nào mà con người làm để đánh lừa người khác để có được khoáng chất là không liên quan. Mục tiêu duy nhất của đề dìn là có được thủy ngân đỏ trong tay. Đổi lại, người đó thực hiện giao dịch và sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính. Số tiền mà họ thu được có thể đến từ chính trò lừa đảo, nơi nạn nhân giao tiền cho ảo thuật gia hoặc kẻ lừa đảo. Hoặc theo Adam, thông qua một phương tiện siêu nhiên, trong đó các đề dìn vật lý biến đổi các vật thể tự nhiên thành tiền hoặc thay thế số tiền đó từ một vị trí khác trên hành tinh vào tay của ảo thuật gia. Vào cuối năm 2008, trên khắp các diễn đàn Internet và các nền tảng truyền thông xã hội khác, một tin đồn bắt đầu lan truyền tuyên bố rằng một số ca sĩ sử dụng máy may trong vương quốc Jordan chứa một lượng nhỏ thủy ngân đỏ. Nguồn gốc của câu chuyện này đến từ một người mang quốc tịch Đức đi du lịch khắp nơi và tự xưng là một thợ săn kho báu. Trong khi ở đó, ông thuyết phục một số nhà đầu tư rằng ông và một đồng nghiệp người Jordan đã phát hiện ra nơi cất giấu số lượng lớn vàng cổ La Mã cổ đại trị giá hàng tỷ đô la. Nhưng ông yêu cầu tài trợ cho thiết bị và đọc thủy ngân để chiết xuất nó. Theo người Đức, cách dễ nhất để nắm giữ chất này là thông qua những chiếc máy may của các ca sĩ mà bằng cách nào đó có chứa một lượng nhỏ chất này. Một lần, một nhà đầu tư đã tìm thấy mô hình cụ thể của máy được cho là có chứa chất dị thường. Vì điều này mà chủ sở hữu của máy có thể sẽ tăng giá của nó lên một mức giá khá điên rồ. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy rằng tất cả chủ sở hữu ban đầu của những chiếc máy này đều theo cách này hay cách khác đã được kết nối với người Đức. Không mất quá nhiều thời gian để chính quyền Jordan và các quốc gia lân cận tìm hiểu về trò lừa đảo này và ngăn chặn họ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tin đồn đã lan truyền khắp khu vực rằng mô hình máy may này có chứa sự bất thường. Do đó, giá của thương hiệu tiếp tục tăng vọt, từ 200 rial lên đến hơn 200.000 rial, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, vì dường như có một sự thật nguy hiểm bị chôn vùi trong sự hư cấu.
Ngay sau đó, tin tức về các thí nghiệm trên xác ướp Amun Tefnak trở thành thông tin dành cho tất cả cộng đồng. Một báo cáo đã được xuất bản vào cuối năm đó bởi DuPont, một công ty hóa chất Mỹ phát triển vật liệu hạt nhân cho các quốc gia thống nhất. Theo nhà báo cáo điều tra Peter Herman, vào cuối năm 1992, tờ Sunday Times nước Anh đã tiếp cận với báo cáo này, nơi họ phát hiện ra rằng DuPont đã tổng hợp một hóa chất mạnh mẽ với công thức tương tự như thủy ngân đỏ. Hợp chất này đã được thêm vào sổ đăng ký hóa chất quốc tế, nơi nó được liệt kê cho đến ngày nay. Bây giờ không chỉ Samuel Cohen đảm bảo cho sự tồn tại của sự bất thường này, mà theo Peter Herman, một số nhà khoa học hàng đầu khác cũng tin rằng nó có thật. Bài báo trên Sunday Times được xuất bản vào ngày 18 tháng 10 năm 1992 mà ông đề cập đến đã nhắc đến ít nhất một nhà sản xuất thương mại hàng đầu khác đã bắt đầu thay thế các yếu tố. Bài báo tiếp tục trích dẫn lời của tiến sĩ Barnaby, một chuyên gia về hạt nhân người Anh cho biết. Những tuyên bố của các quan chức bác bỏ khả năng này, hoặc có nghĩa là họ vô cùng thiếu hiểu biết về thủy ngân đỏ, hoặc họ đang nói dối để che đậy một mối đe dọa nghiêm trọng đối với thế giới. Vậy rốt cuộc thủy ngân đỏ là thật hay chỉ là một trò lừa đảo? Trong khi sự đồng thuận chính thống nói rằng nguồn gốc của người Ai Cập cổ đại và sự phát triển chiến tranh lạnh của nó chỉ là một truyền thuyết đồ thị, dường như vẫn còn có ít nhất hai loại trò lừa bịp có hại liên quan đến nó. Đầu tiên là nơi những kẻ lừa đảo bình thường từ khắp khu vực châu Á và thậm chí cả châu Âu đang lừa đảo những cá nhân bằng chất lỏng màu đỏ bình thường mà họ giả vờ gọi đó là thủy ngân đỏ. Thứ hai là nơi của Dezin, trong nỗ lực được cho là trở thành bất tử, sẽ cố gắng thuyết phục một con người giao một mẫu vật lý dị thường thực sự cho họ bởi một ảo thuật gia. Nạn nhân chính ở đây là người đã trả tiền để bắt đầu giao dịch này, người mà cuối cùng chẳng thu được gì từ nó. Sự thật có thể tồn tại trong một vùng xám giữa những khả năng này. Mặc dù nhiều khía cạnh của sự bất thường thủy ngân đỏ đã được khai thác bởi những kẻ lừa đảo, ngay cả khi không có Dezin là người hỗ trợ của trò lừa bịp, thực tế là các nhà khoa học có uy tín và các phù thủy cải cách như nhau đã thực sự làm chứng cho sự thật về sự tồn tại của nó. Việc thực hành tương tác giữa con người và Dezin thường bị nghi ngờ và có khả năng gây hại, khiến con người tiếp xúc với các lực lượng khủng khiếp ngoài tầm hiểu biết của họ, từ đó có thể gây ra các bệnh về thể chất, bệnh tâm thần, ám ảnh và thậm chí tử vong. Cũng như sự chiếm hữu của ma quỷ theo nghĩa đen và tiềm năng mở ra cánh cửa cho nhiều thập thể tâm linh hơn bước vào thế giới của chúng ta. Đặc biệt trong Hồi giáo, nó được tuyên bố rằng bức màn giữa các chiều không gian của chúng ta được cố ý che chắn để hạn chế sự tương tác này. Và hầu hết Dezin cũng tôn trọng điều đó, cũng không có bất kỳ mối quan tâm nào trong giao tiếp với con người. Tuy nhiên, nếu một Dezin chọn thử và vượt qua ranh giới này vì bất cứ lý do gì như thu được thủy ngân đỏ, thì có khả năng đó không phải là một người thân thiện và nó cũng có thể gây hại. Nếu có ai đưa cho bạn bất kỳ chất lỏng màu đỏ kỳ lạ, tốt nhất là hãy rời đi để đảm bảo an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của Vũ Trụ Nguyên Thủy. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.